Trung Quốc có thể sắp biên chế tàu sân bay trực thăng thứ ba. Tàu sân bay trực thăng lớp Type 075 thứ ba của Trung Quốc đã được sơn số hiệu và có thể sớm gia nhập hải quân của nước này. Ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây cho thấy tàu sân bay trực thăng lớp Type 075 đậu tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa ở thành phố Thượng Hải với số hiệu 33 màu trắng được sơn trên thân chiến hạm. Lý Kiệt, chuyên gia hải quân ở Bắc Kinh, nhận định số hiệu 33 được sơn cho thấy chiến hạm Type 075 đã sẵn sàng được biên chế vào hải quân Trung Quốc bất cứ lúc nào và đang chờ thông báo chính thức. Hai chiến hạm đầu tiên thuộc lớp Type 075 là Hải Nam và Quảng Tây đã được biên chế và mang số hiệu lần lượt là 31 và 32. Tàu sân bay trực thăng lớp Type 075 được thiết kế để chở và triển khai trực thăng vũ trang cũng như máy bay không người lái UAV có thể cất hạ cánh thẳng đứng theo truyền thông Trung Quốc. Chiến hạm thứ ba thuộc lớp Type 075 dự kiến được biên chế trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường huấn luyện, diễn tập nhằm gia tăng sức ép với đảo Đài Loan. Quân đội Trung Quốc trong những tuần qua được cho là điều máy bay không người lái UAV vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, thậm chí có lúc đã bay qua hòn đảo. Lã Lễ Thi, chuyên gia quân sự tại đảo Đài Loan, đánh giá đây là hoạt động thử nghiệm mang tính hệ thống với UAV có thể hoạt động trên chiến hạm Type 075. Các thử nghiệm gần đây được thiết kế để tính toán thời gian hệ thống radar trên đảo Đài Loan phát hiện UAV của quân đội Trung Quốc trước khi lực lượng phòng vệ của hòn đảo điều máy bay ứng phó, ông Lã cho biết. Các hoạt động này có thể cung cấp dữ liệu giá trị cho quá trình vận hành UAV trên tàu Type 075. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Căng thẳng tại eo biển Đài Loan gần đây leo thang sau chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8. Chiến hạm lớp Type 075 của Trung Quốc có lượng giãn nước là 40.000 tấn, chở theo khoảng 30 trực thăng tấn công, 1.000 lính thủy đánh bộ, xe tăng, thiết giáp và tàu đổ bộ đệm khí. Trung Quốc đang lên kế hoạch chế tạo tàu sân bay trực thăng mới thuộc lớp Type 076, được cho là có lượng giãn nước lớn hơn Type 075, mang theo nhiều loại vũ khí như là tên lửa phòng không và diệt hạm. Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát biển Mỹ mới đây cho biết tàu tuần duyên của họ ở biển Bering ở Alaska đã phát hiện tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của Trung Quốc hiện diện ở khu vực này. Cụ thể thì quan chức cảnh sát biển Mỹ cho biết tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường của Trung Quốc bị phát hiện hoạt động tại vị trí cách phía bắc đảo Kiska của Alaska 138 km hôm 19 tháng 9. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết tuần dương hạm Trung Quốc không hoạt động một mình mà còn có sự tham gia của hai tàu hải quân khác của nước này và bốn tàu hải quân Nga, trong đó có một tàu khu trục. Tuần duyên hạm Kimball của Mỹ theo dõi sát sao các diễn biến đội tàu Trung Quốc và Nga. Tàu này thuộc lớp Legend với trọng tải là 4.500 tấn, được tuần duyên Mỹ biên chế vào tháng 8 năm 2019, đóng tàu và đóng quân tại Honolulu, Hawaii, hỗ trợ cho tàu Kimball còn có máy bay vận tải C-130. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự hiện diện của tàu Trung Quốc và Nga không ảnh hưởng tới lợi ích của Mỹ trong môi trường hàng hải xung quanh Alaska, chuẩn tướng Nathan Moore, quan chức lực lượng phòng vệ bờ biển của Mỹ cho biết. Sự hiện diện của tàu Trung Quốc và Nga ở Alaska diễn ra một tháng sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo về sự quan tâm của Bắc Kinh đối với Bắc Cực và việc Moscow xây dựng quân đội ở đó. Ông Stoltenberg cho biết Nga đã thành lập Bộ Tư lệnh Bắc Cực mới và đã mở hàng trăm địa điểm quân sự mới ở Bắc Cực từ thời Liên Xô cũ, bao gồm các cảng nước sâu và sân bay. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO cho hay Trung Quốc tuyên bố là một quốc gia gần Bắc Cực và có kế hoạch xây dựng tàu phá băng lớn nhất thế giới. Bắc Kinh và Moscow cũng đã cam kết tăng cường hợp tác thiết thực ở Bắc Cực. Điều này tạo thành một phần của mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc, thách thức các giá trị và lợi ích của NATO, ông Stoltenberg nói. Đây không phải là lần đầu tiên tàu hải quân Trung Quốc đi gần vùng biển Alaska. Vào tháng 9 năm 2021, lực lượng cảnh sát biển Bering và Bắc Thái Bình Dương của Mỹ đã chạm trán với tàu Trung Quốc cách quần đảo Aleutian khoảng 80 km.